Em ơi, môi chị hỏng nặng lắm, em có sửa được không? Sau đó thì khách hàng gửi ảnh cho mình và đây là hình ảnh môi của khách hàng. Thực sự là khi mà nhận được hình ảnh thì đến bản thân mình cũng bất ngờ, bởi vì là nó rất là thâm, nó rất là nhăn. Và chị khách hàng này rất là tự ti vì mình có một đôi môi như vậy và đi ra ngoài đường ấy, nhiều lúc đánh son nó cũng không che hết nổi những cái vùng thâm và những cái vùng xỉn và những cái vùng nhăn như vậy. Và sau khi mà được chuyên gia thăm khám thì chuyên gia đã đưa ra những cái phương án hợp lý nhất dành cho cái môi nhăn và môi thâm nặng như thế này. Và để xử lý một cái môi mà thâm nặng như thế này và da lại còn vừa nhăn vừa nhão này, còn da rất là mỏng như vậy, thì chuyên gia đã phải xử lý rất là nhiều bước. Thứ nhất là xử lý làm sao mà khử thâm trên cái bề mặt da khó như vậy. Tiếp theo là da nó chảy rất là nhiều nước mô, thì trong quá trình làm chuyên gia phải xử lý làm sao đưa kim ghim mực rất là nhẹ nhàng để làm sao mà mực nó hài hòa, vẫn khử được thâm những cái vùng khó và những cái vùng bợt ở bên lòng môi ấy, chúng ta vẫn làm sao mà mực nó có thể hài hòa được. Thì sau khi mà đã bong ra thì kết quả của khách hàng cực kỳ là ưng ý. Và khách hàng nói rằng là ban đầu mình chị chỉ kỳ vọng là đến một cái mức độ là khoảng tầm 5-6 điểm thôi, nhưng mà không ngờ mà bong ra đến bây giờ là được tận 9 điểm như thế này, thì chị cảm thấy là không còn gì để đòi hỏi hơn được nữa. Và sau khi mà lột sắc xong ấy thì chị cảm thấy rất là nhàn, bởi vì từ nay không phải lúc nào cũng kè kè cái đoạn hỏi son ở bên người, mà đến lúc mà về nhà tẩy trang rồi thì chồng con hay mọi người hàng xóm đến chơi thì mọi người cũng rất là bất ngờ, bởi vì bây giờ đã thay đổi quá là nhiều, lúc nào cũng tự tin kể cả khi ra đường hay kể cả khi ở nhà. Cho nên là chị em nào mà đang môi thâm này, môi xỉn này, môi nhăn này, thì cái môi khó như vậy thì các chị em hãy inbox cho DK nha, chắc chắn DK sẽ xử lý cho các chị em, bởi vì hàng ngày DK cũng nhận được rất nhiều những ca môi khó, những ca môi thảm họa hơn như thế này nữa cơ. Chúng ta sẽ nói tiếp theo nha.